Chỉ còn 10 ngày nữa là tới dịp lễ Giáng sinh, nên tại thành phố Đà Lạt nhiều cửa hàng dịch vụ trang trí đã nhập về nhiều vật liệu, phụ kiện trang trí cho mùa Noel. Nhưng không khí mua bán lại khá trầm lắng. Mặt hàng trang trí Noel năm nay đa dạng hơn ngoài năm, có nhiều loại hàng hóa, mẫu mã đẹp, phong phú. Đáng chú ý là hàng made in Việt Nam nhìn rất bắt mắt, giá lại rẻ chỉ từ 1.500 đến 10.000 đồng một món, như quả châu, lục lạc, giày, chuông, trống, v.v. Đèn nháy, có nhạc, Việt Nam giá từ 20.000 đến 30.000 đồng một bộ. Đèn Đài Loan có giá từ 30.000 đến 50.000 đồng một bộ. Đèn Korea có giá 80.000 đồng một bộ. Dây kim tuyến loại mới 7.000 đồng một dây. Xe tuần lọc nhựa 22.000 đồng một chiếc. Cây thông Noel, người tuyết giá dao động từ 150.000 đến 1,2 triệu đồng tùy kích cỡ. Quần áo Noel cho trẻ em giá dao động từ 50 đến 170.000 đồng một bộ tùy chất liệu. Theo một số cửa hàng, thị trường hàng Noel năm nay ế ẩm là do tình hình kinh tế hiện nay tuy đã khá hơn nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, thời tiết mưa nhiều cũng ảnh hưởng tới nhu cầu của người tiêu dùng. Theo dự đoán, thị trường hàng hóa Giáng sinh sẽ sôi động hơn vào đầu tuần sau. Bên cạnh đó, 100% cơ sở thu mua sơ chế chế biến tại địa bàn 4 tỉnh trọng điểm, Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang ký cam kết không đưa tạp chất vào tôm, không mua tôm tạp chất. Đến hết năm 2018, cơ bản chấm dứt tình trạng đưa tạp chất.